định, mình không có biết chắc chắn được. Thì nhiều khi tuổi già như chuối chín cây ấy, giờ hôm nay thì này có khi lát nữa nó lại đã diễn biến khác rồi. Bà ngoại khóc cho con đi nhờ đây Phượng à, rồi bà ngoại tủi thân này. Bà ngoại tên gì đấy Phượng? Chào bà. Mỗi lần em vô là nhớ em mà khóc vậy đó anh. Dạ. Chị Nguyệt ngoại tên gì chị Nguyệt? Gem. Dạ. Bà tên Gem á. Gem. Chị ngoại của em chỉ biết chị ngoại thôi, không biết tên gì nữa. Mỗi lần em vô là cứ nhớ, cứ khóc vậy anh. Khóc nữa. Bà không nói được à các bà ơi? Nói được. Nói được á. Bà ngoại tên gì ạ? À? Bà ngoại tên gì bà ngoại? Bà ngoại tên gì ạ? À? Tên Lan à? Lan hay là Hương hay là Hường hay Thu? Bà tên gì ngoại nói đi. Khóc nữa sao khóc, con thương mà sao khóc, khóc lại mất không vô thăm nữa. Nói đi, nói cái nha. Nhiều khi bây giờ chỉ những cái đơn giản tối thiểu thôi á, các bà cũng khó mà biết được. Đơn giản như là cái tên đấy. Nói mình tên gì cũng không biết luôn, chỉ giao tiếp qua ánh mắt thôi các bạn. Bây giờ nè, con hỏi nè, bây giờ cái người yêu đầu tiên của ngoại, ngoại còn nhớ không? Trời ơi, súng đạn ăn tiêu. Sao ạ? Súng đạn ăn mất tiêu rồi á. Súng đạn ăn mất tiêu rồi. Chạy giặc về năm 75 đó. Dạ. Chồng con bệnh chết hết rồi, còn con đứa nó sống với tôi tới năm 2000 nó mất luôn. Mấy tôi đi bộ luôn. Chạy là chạy giặc Pol Pot đấy đúng không ạ? Đúng rồi. Pol Pot Yersin. Tôi là dân của Sihanouk. À, của Sihanouk. Sihanouk từ qua Long Nô, Long Nô rồi mới trở lại Niên Đỏ. Vâng. Từ đi xuống thơ, từ nhìn đi tay kê vô xì hoàng, tay kê vô xì hoàng, một giao vây mi cơ trang. Cho tụi em là như bản thân em thì em tin có Phật pháp. Vâng. Rồi em tin có cái chuyện tâm linh thì em mới thấy được là cái ngày mà cô Lệ sắp quy tiên. Vâng. Thì cô Lệ trông lên trên cái hướng của cái người khúc đó, trước đó là có cái hình ngay cái cột đây nè, cổ khấn, mời người đó dễ ăn đó. Rồi em mới khuyên cô thôi, cái người đó cũng đi rồi. Thì cái cô đó đó, cổ cũng muốn là cô Lệ là trước khi là ra đi là cũng phải thanh tịnh, an lạc để mình về cảnh giới Tây Phương. Thì bây giờ con nghe lời tụi con đi, con tên Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, pháp danh Diệu Đạo. Bây giờ con khuyên cô nên niệm Phật. Tinh tấn để mình được dẫn sanh. Còn cái thế gian này thì thôi cô cũng buông bỏ đi. Mình ra đi mình không có nắm được cái gì theo hết. Thì cái cô Lệ cổ dẫn tin, cổ nghe lời em thì nói là cô ơi, cái cô đó đó sai con bướm bay về đây. Rồi ngày hôm nay con chứng kiến cái cảnh này. Thì bây giờ con lượm con bướm lên. Con để lên trên cái vai của cô nè. Cái vị này là cô mến mộ. Họ không biết cách nào thì họ nhờ con bướm. Thì truyền đạt những cái ý của họ muốn tốt cho cô. Thì cô ráng tinh tấn cô niệm Phật rồi cô dẫn sanh nghe. Thì cô Lệ có nói cô biết rồi. Thì cô gật đầu là xong đêm hôm là gần sáng là cô ra đi. Vậy à? Có điểm báo trước á. Có điểm báo vậy. Bà đậu trong vai luôn. Trời ơi. Rồi bà lúc nào bà cũng tin về Phật pháp, có là tin ngài Quán Thế Âm Bồ Tát. Bà nguyện cái là có. Như thường bà nguyện mà nói thấy mấy anh chị lông vô quá. Không biết sợ lo lắng người già mà họ lo họ nó không biết sao gặp.
Vậy là hôm sau thấy xuất hiện à? Gì hay không? Rồi nguyện ngày Quan Âm cái bệnh viện khoa ngày hôm sau có chị vô. À, và từ sau có tới ông này luôn. Và ôi trời ơi. Vô cho mỗi người trung tâm cho cái đầu. À dạ. Dạ và cho con cá là ngoại rất là mừng. Và trước khi mất thì như là 3 tuần đó liên tục là ngoại đòi ăn cá. Thì em cũng có kho cá là cá chiên theo ý của ngoại đó. Trước khi ngoại đó bữa đó ngoại cũng nói nè tôi gần đi rồi. Mà mình không nghĩ là đi. Nhưng ai về đâu bữa tuần sau vô là ngoại đi thiệt. Rất là nhiều màu, thật sự là ngoại biết trước giờ ngoại ra đi. Rồi, cảm ơn em, cảm ơn chị. Hy vọng là các cụ cầu nguyện cho các ngoại được những người mà đã ra đi được vãng sanh cực lạc. Hy vọng là trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều những nhà hảo tâm biết tới. Rồi tới chúng ta không chỉ là giúp đỡ về vật chất đâu, mà chúng ta giúp tới trò chuyện với các ngoại để các cụ vui, có thêm những cái động lực, niềm vui trong cuộc sống, phải không ngoại? Dạ. Nhưng mà tôi là những người nhân chứng sống trong cái cuộc đời này. Dạ. Tôi chỉ có một cái lời là sống với nhau chung một mái nhà, coi như một gia đình thì phải thương yêu, đùm bọc lẫn nhau. Dạ. Phải bình dịch lẫn nhau khi bị hiếp đáp thế thôi. Dạ. Nói thế để các cháu hiểu rằng cuộc đời này nó không đến nỗi như mình mơ. Dạ. Cuộc đời không như là mơ. Vâng. Bà nói chuyện thấy thú vị lắm, mà tụi con thì không có nhiều thời gian để mà tiếp chuyện mỗi ngày. Chứ chỉ mong các cháu rảnh thời gian ghé thăm các cụ là vui rồi. Vâng. Hỗ trợ cho nhà chùa. Dạ. Cho các bà trọn vẹn cuộc đời. Dạ. Đến khi mình nhắm mắt xuôi tay theo âm theo bà. Dạ. Theo đất cỏ trên là yên tâm rồi. Vâng. Tôi năm nay tuổi đời năm nay là cái Tết ngày 78. Dạ. Nhưng mà chỉ sống ở đây nó hiểu cuộc đời là tình dân rõ, yêu thương yêu nhau như thế nào. Dạ. Nói bằng miệng không nhìn bằng hành động. Vâng. Các cháu đây cực lắm. Các cháu cực đây phải do ai bắt buộc mà do tấm lòng thiện. Dạ. Nguyện nghĩ đến mọi người. Dạ. Để hy sinh cuộc sống gia đình hạnh phúc. Bữa cơm trưa không có mặt, bữa cơm tối không có mặt để mà lo cho các cụ đây. Tôi rất là kính phục các cháu ở đây. Dạ. Tại vì các cháu nói bằng tấm lòng chứ các cháu không nói bằng hành động. Dạ. Hành động phát sinh ra là cử chỉ. Dạ. Khi các cụ làm biến ăn. Vâng. Các cháu năn nỉ thương lắm. Vâng. Ở gia đình mình chưa chắc có những người con họ chăm lo cho mình giống như vậy. Dạ thưa cô, số tiền này là 5 triệu. Cô đếm lại đi thì con sẽ đọc tên của nhà hảo tâm giúp đỡ cho cái chương trình này. Chương trình này để giúp các cụ ở chùa Lâm Quang, quận 8 có một bữa cơm ngon và được phát tâm từ các Phật tử diệu hiến ủng hộ là 2 triệu. Diệu Diễm và Pháp Thịnh ủng hộ là 2 triệu. Diệu Thu ủng hộ 1 triệu, tổng cộng là 5 triệu. Thì thưa cô là cô chú Pháp Thịnh và Diệu Diễm gửi cái phần tiền này cho con để chuyển tới bếp cơm. Và cô chú cũng muốn là sẽ tham gia cùng với đoàn để đi sang trực tiếp phát quà cho các cụ. Bên cạnh đó thì cô chú sẽ chuẩn bị một ít quà từ Thụy Điển, là một số những cái trái cây khô đó, thì bánh kẹo gì đó. Thì con cũng có nói là bếp cơm thì cỡ khoảng là 15 tình nguyện viên, thực tế là nó nhiều hơn, nhưng mà lúc nhiều lúc ít. Thì thôi chú cứ chuẩn bị cỡ đó, rồi tới thì mình mai mình sẽ trao cho các cô chú mà tới phụ. Rồi những ai mà
không có mặt thì cũng gửi cô để cô gửi lại cho các cái tình nguyện viên. Cái này có hai người hay không? Dạ thì ở đây là hai, ngày mai hai cô chú này là đại diện. Còn cái số tiền này thì là tới 4 người lận, và còn hai cô chú ở Thụy Điển ấy. Dạ Pháp Thịnh và Diệu Diễm. Và ở Thụy Điển, dạ. Cô chào Tuấn Dương kênh Sài Gòn Anh, chào anh chị Pháp Thịnh và Diệu Diễm. Và Diệu Diễm, em cũng cảm ơn chị rất nhiều luôn. Chị cũng đồng hành phát với em ở bệnh viện Phòng Thạch. Hôm nay chị cũng đồng hành với em phát cho bệnh viện, cho chùa Đông Quang Diệu Hiền Lão. Thì ngày mai chị sẽ đồng hành với em. Em cũng cảm ơn cái nhóm của chị rất là nhiều luôn. Chị cũng thay mặt cho bà con ở đây mà nhận cái số tiền này chuyển về cho Tuấn Dương, chuyển về cho nhóm từ thiện Phong Hoa mình, để ngày mai mình làm cái suất cơm để phát cho các cụ già. Em cũng cảm ơn anh chị rất là nhiều. Cảm ơn hết những cái mạnh thường quân mà đã gửi số tiền này về cho Tuấn Dương và nhóm từ thiện Phong Hoa để có cái ngày cơm ngày mai. Em cảm ơn chị rất nhiều, cảm ơn những mạnh thường quân rất là nhiều luôn. Cũng mong là nhóm của chị sẽ là nhịp cầu nối cho Tuấn Dương, và nhóm từ thiện Hoa mình sẽ hoạt động lâu dài hơn. Em cảm ơn rất là nhiều luôn. Chúc anh chị, chúc các mạnh thường quân đó được dồi dào sức khỏe, được làm ăn thuận lợi hơn. Và cuối cùng là cảm ơn rất là nhiều. Hello quý cô chú anh chị và các bạn. Buổi sáng nay thì Tuấn Dương đang có mặt ở bếp cơm của cô Kim. Thì ngày hôm nay đó bếp bên cô Tư bệnh viện Chợ Rẫy là khô máu rồi, nên là mình sang bên đây để xem những cái hình ảnh các tình nguyện viên nấu cơm. Thì ngày hôm nay đó là có vợ chồng cô chú Pháp Thịnh Diệu Diễm đại diện cho mấy người bạn cũng có ủng hộ một chút để nấu những cái phần thức ăn cho các cụ. Thì hôm nay theo như cái nguyện vọng của các cụ là các cụ thích ăn cá hú. Đúng ra thì người già là người ta không, mình không có cho người già ăn cá vì nó có xương, người ta khó gỡ. Nhưng mà có cách là có những các chị sẽ gỡ cái xương này ra cho các cụ. Đối với những cụ mà bị lẫn hoặc là không có biết gỡ ra sao á, thì đây là cá này em ấy đã ướp để chuẩn bị kho. Còn bên đây là một cái thau, cái này canh bí ở Phường, canh bí với thịt xay với nấm này cô bác anh chị này. Trời ơi nhìn ngon quá này. Đó em ấy sẽ, cái này là chín rồi đấy em. Dạ chín rồi đó. Chín rồi, chuẩn bị vớt ra rồi cho vô. Cái này anh đảo lên được không? Được. Ôi trời ơi các bạn ơi, cầm cái muỗng này cũng phê lắm nhá. Cái muỗng này múc cả ký đấy, trời ơi, hèn chi và những người phụ nữ không phải là yếu đuối đâu các bạn ơi, mạnh mẽ đấy, trời ơi, mình cầm cái này, nè, thấy là sái cả tay, thấy mà các bạn, các cô cứ đảo tới đảo lui cũng nặng phết đấy. Đó, đây là cái phần canh bí nhá. Rồi, tiếp theo thì bây giờ ở đây là dùng một cái bếp này, bếp ga, nhưng mà gọi là ga, nhưng mà khò lên. Nó giống như là cái bếp để mình nấu gỗ đám cưới ấy, các bạn. Nó sẽ nhanh, cái lửa mình sẽ điều chỉnh được. Và các bạn thấy cái xẻng xúc này ấy, trời ơi, giống như là nó cũng cái xẻng này gần như là của mấy cái anh bộ đội đặc công mà đào hầm bí mật ấy. Đang sống là mình phải đảo đấy để cho nó chín nha các bạn. Rồi các bạn ơi, nhìn cá rất là ngon nhá. Cá này gọi cá hú ấy. À, cá cha trắng nhá. Đây cá cha trắng. Cá hú nó mỡ nhiều lắm. À, cá hú thì còn mỡ nhiều hơn. Vậy là đây gọi là cá ba sa, cá cha gì đấy. Dạ đúng rồi. Ăn cá này thì người Nhật ăn cá là thấy họ cũng có sức khỏe rất là tốt, tuổi thọ tốt này. Rồi sức khỏe cũng rất tốt luôn. Mình bỏ qua những cái công đoạn là cắt rồi máu me. Vì trong YouTube ấy, mình đưa những cái hình ảnh máu me lên ấy, thì họ không có khuyến khích. Rồi nhiều khi mình còn vi phạm nữa, nên là cái việc mà mổ cá này rồi moi ruột này rồi cắt ra thì không có đưa lên, mà đây đưa lên một vài những cái công đoạn để cô chú anh chị biết. Nhưng mà nhiều cô chú anh chị mà mình đã từng nấu ăn cho gia đình thì chắc chắn cũng sẽ biết những các cái công đoạn này. Cá này lúc mua về nó còn sống không em? Dạ
hôm em mua cá chết anh, cá gì chết á. Mua cá là nó đã về nơi ăn nghỉ cuối cùng rồi nha các bạn. Không phải dám mua cá sống. Thì bên bếp thì cũng không có dám mua cá sống. Ở đây ngày xưa đó là các cô Kim thì cô ngày xưa cô chuyên nấu đồ chay thôi. Mà sau này bệnh nhân thích ăn những các cái đồ mặn đó thì cô không nấu. Và mỗi khi nấu thì cô vô trong nhà. Còn ở đây thì em Phượng nấu. Em Phượng là con dâu của cô á. Hấp dẫn quá à. Hôm nay cũng có hai cô chú ở Thụy Điển về đây, hai cô chú sẽ phụ làm đủ thứ, nào là lặt rau, rửa rau, rửa son nồi, làm phụ các việc. Đây bên này cô đang sắt nấm, nhặt những các cái chân nấm ra, rồi nhặt những các cái chân nấm chuẩn bị để nấu canh. Cái phần đấy nó hư rồi bỏ đi rồi cô? Dạ. Dạ. Cái nào hư rồi bỏ? Vâng. Chân nấm, nấm nào hư thì bỏ đi. Thì lấy những cái phần mà còn ngon, còn xài được thôi nhé. Còn đây là đậu hũ đấy. Đậu hũ cũng đã chiên sơ rồi. Đây này, về nếu mình muốn làm kiểu khác thì mình nêm nếm gia vị vô. Đây... chú lại phụ với cô để hai cô chú rửa rau. Bình thường các bạn ơi, chú thì cũng không có phải làm gì hết, mà về đây thì chú cũng muốn lại phụ bếp cơm. Ngoài cái việc mà ủng hộ tiền nữa thì chú cũng muốn lại phụ mang ghế ra ngồi rửa rau. Bởi vì mấy cô chú thì thường bên kia nhà bếp ấy thì nó rất là đàng hoàng, còn ở bên Việt Nam thì tụi mình làm cái kiểu nói chung là gì nhỉ, tụi mình thì làm cái kiểu bụi đời. Bên đấy có cái rau cải này không chú? Có cải bắp à? Ở mấy cái này từ lẻ nó cũng nhập hết trơn à. Thường bên đấy nó nhập từ nước nào về chú? Tùm lum á, mấy cái nước của... Nó có nhập bên Thái Lan hay nó nhập bên nào nhiều? Nhập của châu Âu nhưng mà bên Hà Lan, mấy cái nước phía Nam Âu á. Thì nó ấm hơn. Còn vâng. Của nước của chú là nằm Bắc Âu nó lạnh. Vâng. Nên nó không có trồng được. Vâng. Mà mấy cái rau này với cà rốt thì rẻ. Mà rau của mình á, ôi trời ơi, mắc hơn. Rau của mình là rau gì chú? Ví dụ như rau muống, rồi mướp, rồi rau đay, mấy cái rau đó thôi. Vậy à, rau còn mắc hơn thịt. Vậy về đây ráng ăn nhiều rau nhá. Rau không mà rau với cá mà. Dạ. Chú đang phụ rửa rau. Cô phải cho cái son cho cái thau gì bự bự nữa chứ. Thau này nhỏ quá. Còn thau bự không cô? Anh vớt qua đi anh vớt. Này cứ ba xoa hai đập rồi coi như là rửa. Nói chung cái rau cải này nó cũng sạch rồi. Nó nếu mình cái này chẳng qua mình tráng qua bụi thôi chứ còn. Và sau đó rồi lát xíu các cô sẽ còn ngâm cả nước muối nữa. Nấu rất nhiều, nấu mấy trăm người ăn đó các bạn, nên là cái số lượng nhiều lắm. Đây các bạn ơi, cái cá đây này đang giờ cho lửa nó lớn lên một xíu để cho nó rút vô. Cũng kho một lúc rồi đấy các bạn. Còn cái phần canh này thì bây giờ đang đợi một chút xíu rồi cho nó nguội rồi mới bỏ vào bịch. Bếp cơm thì cũng có rất nhiều tình nguyện viên, tuy nhiên thì cũng có những cái tình nguyện viên vất vả là tới từ rất sớm. Nhưng mà cũng có tình nguyện viên thì khi nào làm xong xuôi rồi thì mới lại. Đây các tình nguyện viên đang trải cái bàn ra để bỏ hộp thiết các thứ ra rồi dô bịch, dô hộp. Những cái này mình sẽ đóng vào hộp để mang lên chùa cho các cụ.
Trời ơi, cái bánh mì bự quá trời luôn á. Đây có một chị lại ủng hộ, chị cho cái bánh mì này. Ui trời ơi, bánh mì bự chà bá luôn á. Ôi trời ơi, má ơi, nè. Vâng, trời ơi. Má ơi, cái này ăn sao ta? Chắc ra rồi, chắc ra. Trời ơi, chắc ra người Mỹ. Trời ơi, cái bánh mì khổng lồ luôn này. Nước không ạ? Đây, cái này thì bây giờ các cô chú sẽ vớt cái vớt bí viên nấm ra, sau đó sẽ cho bịch rồi sau đó rồi bỏ vô từng cái hộp. Bây giờ rau củ quả cũng mắc lắm nha các bạn, vật giá thì nó cũng leo thang, tiền thì khó kiếm mà giờ rau củ quả thì lại mắc. Diễn biến khác thì chị Hồng đang xếp những các cái hộp này lên để chuẩn bị bỏ thức ăn vô trong. Nói chung tình nguyện viên đây là tình nguyện viên chân đất nhé, không chứ không phải là những người giàu có về tiền bạc, nhưng mà rất giàu về tình yêu thương mọi người nhé. Các bạn thấy là nhiều khi chân của chị còn có mấy con ruồi nó bâu rồi nhé. Giống như là các bạn biết sao, cắt rau củ quả chưa kịp rửa vệ sinh, nhưng mà chạy đi chạy lại thì đi chân đất cho nó mát nhé. Còn đồ ăn thức uống các bạn ơi, đều làm ở trên bàn này cho sạch sẽ nhé. Dạ được rồi, đẹp rồi, đẹp rồi. Dạ dạ, thưa quý khán giả kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay, dạ thưa cô Kim cùng cô chú Pháp Thịnh và Diệu Diễm ở Thụy Điển. Dạ, trước tiên thì con cũng thay mặt nhóm cảm ơn cô chú đã bớt chút thời gian, rồi lại còn tới ủng hộ tiền, rồi ủng hộ một chút quà để gửi cho những cái tình nguyện viên nơi đây. Dạ, thưa cô chú thì buổi sáng nay đó là do mình chỉ nấu cho khoảng hơn 100 cụ ở trong chùa, thì cái số lượng thức ăn không có nhiều bằng cái buổi chiều, nên là các tình nguyện viên cũng chưa có tới đầy đủ, mà chỉ 4-5 người thôi, thì buổi chiều sẽ đông hơn. Thì cô chú muốn tặng một chút gọi là cái hương vị của Thụy Điển cho các tình nguyện viên ở đây, thì dạng cũng cảm ơn cô chú. Thì cô chú có thể tặng trước ở đây, rồi còn lại thì gửi cô Kim, thì cô sẽ tặng cho những cái tình nguyện viên còn lại buổi chiều ạ. Dạ thì dạ vâng, rồi cô nói đi ạ. Dạ. Cô chào Tướng Dương trên Sài Gòn Ngày Nay. Chào, hồi nãy là anh Tướng Dương có giới thiệu cái pháp danh rồi. Pháp Thịnh và Diệu Diễm. Dạ. Vâng. Vâng. Chị Nga. Chị cô Nga. Anh Hưng. Vâng. Hai anh chị ở nơi xa xôi lắm. Vâng. Đã đến đây đồng hành với nhóm người Thiệu Hoa mình phát cơm cho bệnh viện Hòa Thạch. Rồi chiều nay sẽ phát cho cái gãy. Qua đây là anh chị đã tới phụ rồi, còn gửi quà của quê tối quên nơi anh chị ở thì điểm đó về tặng cho nhóm người Thiệu Hoa. Thì em cũng không biết nói gì hơn là thay mặt cho những người mà đang nhận những cái sự ưu ái của anh, cảm ơn anh chị rất là nhiều luôn. Cũng mong là anh chị sẽ đồng hành với Sơn Chính Nhiên Sài Gòn Ngày Nay và nhóm Thiện Hóa Hoa của mình có nhiều nhiều cái ngày cơm, nhiều chút cơm nữa đó, để tặng cho những bệnh nhân nghèo bệnh viện. Cảm ơn anh chị rất là nhiều luôn. Cảm ơn Tướng Dương. Dạ rồi, con cảm ơn cô. Dạ rồi, thế cô chú tặng cho mấy tụi con tặng thì nó dễ rồi, giờ cô chú tặng đi cho. Đây cô Kim có quà kìa, cô Kim có quà này. Dạ vâng. Dạ. Dạ. Đây cô sẽ tặng cho mỗi một người một chút. Tầm tay tuổi lớn nhất là đây. Rồi gửi cô. Mời chị. Chút này mời chị. Dạ một. Bên đó. Trái cây khô. Trái cây khô. Ở đây. Gửi cô. Ở đây chú đưa cho em Phượng. Nhà em đây là có còn 3 thành viên.
Có còn thằng nhỏ nữa, còn cái thằng cu mà nó hay bốc vác đấy, giỏi giỏi hết hồn luôn đấy. Dạ đi học rồi, cảm ơn chú. Dạ rồi thôi, còn lại chắc chú gửi cô Kim ơi, cô nhận thế này thì chiều cô gửi tặng cho các anh chị em tới sau. Dạ. Còn cái phần này lại á, thì chiều mấy anh chị đến để làm cơm cho bệnh viện cho Chợ Rẫy, thì cái quà này được trao tận tay cho các anh chị. Dạ. Cảm ơn anh rất là nhiều. Rồi con cảm ơn cô chú nha. Dạ. Thôi dạ. Sao mà cái gì cũng quý rồi. Dạ. 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 Rồi. Dạ. Rồi lát mình sẽ đi lên trên chùa. Dạ rồi. Rồi con cảm ơn cô chú. Dạ. Đây các bạn ơi, mấy tình nguyện viên thì giờ bây giờ đang đóng gói bỏ canh vô trong những các cái hộp này. Mình chia như này cho nó đều, sau đó mình mới đổ nước vô nha các bạn. Khi mà đóng gói canh xong từng cái hộp này đó, lát xíu sẽ bỏ vô trong bội. Thế rồi cá thì cũng chờ cho kho cho nó ngấu, nó chín kỹ đó. Rồi mình sẽ đóng hộp tiếp. Thưa cô chú anh chị, sau một hồi đó thì cá này cũng đã chín rồi. Bây giờ đang chờ cho nó nguội một chút. Thực ra mình quay cô chú anh chị nhìn thấy nó liền mạch vậy, nhưng mà không có phải vậy đâu. Làm cũng cả mấy tiếng đồng hồ đó, thì mình cũng cứ canh, mình quay từng khúc một. Chứ còn nếu như bắt đầu các cái công đoạn ấy, thì phải từ cỡ khoảng 6 giờ, 5-6 giờ cơ. Bây giờ cỡ 9 giờ rồi. Nói chung làm các bạn biết là nấu cơm hay là nấu cơm hay là nấu kho cá đấy, nó phải đều có thời gian. Ví dụ như cái bếp cơm ấy, là mình làm cỡ cả tiếng đồng hồ, hơn tiếng đồng hồ nó mới chín. Thì mình nấu nó cũng lâu lắm. Thì từ cái khâu là vo gạo, rồi bắc bếp, rồi nấu xong rồi chia. Cá thì cũng như vậy, từ cái khâu là đi chợ mua về này, xong rồi rửa, ướp gia vị, rồi cho vào kho, kho cho nó chín, ngấm gia vị xong xuôi đó rồi mình lại còn phải chia nữa. Đây thì mỗi một cụ sẽ nhận một khứa cá, thì có thể có cụ thì nhận được cái khứa giữa, còn có cụ thì nhận cái khứa đuôi, có cụ thì ăn cái khúc đầu, nhưng mà cái khúc đầu ấy thì thường là đã lọc ra rồi. Chủ yếu là mấy cái phần nạc này để các cụ ăn cho nó dễ, và cái xương nó cũng không có nhiều xương răm đâu nhé các bạn. Ăn cá này thì tốt cho sức khỏe, thay vì là ăn quá nhiều thịt các bạn ạ. Thì một lát nữa thì Tuấn Dương sẽ cùng với nhóm để đi lên chùa Lâm Quang, rồi sẽ quay tiếp để cô chú anh chị chúng ta cùng theo dõi nhé. Thưa các cô bác anh chị, sau khi mà nấu và chia thức ăn xong đó, thì nhóm sẽ mang lên trên chùa. Thì từ nhà mà chạy sang bên chùa đó, đâu đó cỡ khoảng 7 hoặc 8 cây số. Thì chúng ta sẽ đi từ quận 11, rồi đi băng qua quận 5, sang bên quận 8, đi qua cây cầu Trà Và này thì chúng ta sẽ đi về phía khu vực bến Bình Đông. Đây mình sẽ đi cái đường này. Đây là đường Cao Xuân Dục các bạn ạ. Cái hướng này thì chúng ta có thể đi về phía cầu Nhị Thiên Đường. Còn nếu như quẹo trái đây thì cô bác sẽ đi vào một cái ngôi chợ. Đó là chợ Xóm Củi.
Đây, nếu mà đi thẳng này các bạn, chúng ta sẽ qua cây cầu Nhị Thiên Đường này. Còn bây giờ Tuấn Dương sẽ quẹo phải hướng đi về phía bến Bình Đông. Đây đang là đường Nguyễn Văn Chí nhé. Tuấn Dương cũng sẽ ghi lại một số những cái hình ảnh trong cái quá trình di chuyển thôi. Còn nếu mà quay nguyên cả cái hành trình đó thì nó cũng khá là dài. Cô chú coi chắc là cũng mắc mệt. Nhưng mà thôi, sẵn tiện quay cái clip này để cô bác anh chị biết thêm những các cái hình ảnh về Sài Gòn. Đây là khu vực bến Bình Đông, ngay góc đường Nguyễn Văn Của với đường bến Bình Đông. Đây bên phải đây là cầu đi bộ số 7 này. Bến Bình Đông lúc này đó, đường trải nhựa cũng khá là rộng, không còn đường đá gồ ghề như trước. Phía bên tay phải thì cũng làm những cái kè. Tuy nhiên thì một cái vấn đề mà nhiều những cái con kênh ở Sài Gòn gặp phải đó là nước thải sinh hoạt thì vẫn đen ngòm, do là cái hệ thống xử lý nước từ những các cái cơ sở sản xuất hoặc là kinh doanh nhỏ lẻ đó, hiện nay thì cái hệ thống xử lý nước chưa có được tốt và vẫn thải thẳng ra những cái con kênh để ra môi trường. Còn nếu đúng ra đó mà kinh phí có đó thì người ta sẽ có những các cái hệ thống thu gom lọc rồi xử lý nước thải trước khi mà trả lại môi trường bên ngoài. Đây bên ngoài cô chú anh chị nhìn thấy người ta đang làm những cái đây là gọi là cái đường bao rồi kè, thì để khi mà chiều cường lên đó, nước nó sẽ không ngập các cái tuyến đường này. Của ba anh chị nhìn này, đó, những cái xà lan rồi người ta làm cái hệ thống cọc sắt để ép cái cọc bê tông này xuống. Khu vực này ngày xưa có nhiều những các cái công ty chuyên lương thực, chuyên kinh doanh rồi sản xuất cám, gạo, ngũ cốc. Bây giờ đây Tuấn Dương sẽ quẹo qua bên trái này. Đây đang là chùa Lâm Quang, hẻm 289 bến Bình Đông. Đây các bạn thấy bên tay trái người ta có treo cờ này. Lối này sẽ đi thẳng vô chùa nhé. Đây, tới rồi các bạn ơi. Đó, hai cô chú thì đi trước, bây giờ cũng tới rồi. Thì bên ngoài luôn có một số các cái khách mời danh dự sẽ ở ngoài. Khi mà những cái nhà hảo tâm tới cho đó thì người ta sẽ tiếp tục sẽ xin. Đây, chùa Lâm Quang, bến Bình Đông, phường 14, quận 8. Chào cô ạ. Đây, chúng ta sau khi mà để xe ở đây thì
không sao, chờ. Thưa cô chú anh chị, bây giờ nhóm cũng đã chuẩn bị xong thì sẽ sang đây là sẽ tặng các cụ sữa rồi cơm. Thì bây giờ các cô chú anh chị sẽ bưng vô trong để tặng một cái phòng lớn nhất thì sẽ có nhiều nhiều cụ nhất. Rồi. Dạ rồi, chắc mình chuẩn bị đi. Đấy, những cái nào nặng đó là sẽ mấy anh sẽ bưng phụ. Ba người em trai rồi bà. Ủa? À. Thì thôi chắc tặng bánh 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 mì, cô cắt bánh mì ra thì cô cho bánh mì các cụ ăn chay đỡ vậy. Có ba cụ thì lại ăn chay trường. Rồi đây hai cô chú cũng sẽ phụ và dâu. Ba người mà ăn chay ấy, ba cụ nào ăn chay ấy, cho bánh mì. Rồi có khiêng dâu anh khiêng phụ cho đi được. Dạ dạ. Dạ chào các cụ nhé. Hôm nay có hai cô chú Pháp Thịnh và Diệu Diễm ở có Thụy Điển có về thì cũng có phát tâm rồi muốn tới để mời các cụ mỗi người một phần ăn. Dạ hôm nay là tụi con nấu cơm cá với canh bí rồi sẽ tặng sữa các cụ nữa. Dạ rồi chúc các cụ sức khỏe nhá. Dạ cứ để hộp đấy đúng rồi. Dạ chào bà và đây thì cứ có giường là để đồ ăn xuống. Đấy, sữa rồi cơm. Đấy, cái bội này thì cứ đẩy. Đấy. Anh em ơi anh nói rồi không cái đấy em ra bên quận 9 nhé. Anh không có làm đấy em ra quận 9. Cái chỗ nào trật tự anh mới làm thôi. Còn không trật tự em phát ở đấy là 70% là xì ke các thứ anh không làm nhé. Đấy cứ đẩy cái này nó có bánh xe này thì sẽ đẩy đi từng giường một thì các cô sẽ bỏ sữa vô từng giường một. Đấy, đồ ăn cũng thế cứ tới đâu thì bỏ vô cơm cá hú cơm cá chứ. Cá hú canh bí. Chào bà. Thưa bà, sáng bà đã dùng gì chưa? Sáng bà đã ăn cơm chưa? À, cái này mình sẽ dùng cơm trưa. Dạ. Cá bà ăn được không bà? Dạ dạ. Ở đây cái gì ăn cũng được. Và dạ dạ. À dạ dạ, mà lâu lâu đổi món. Cái này uống gần đến nhà cô. Dạ. Cảm ơn chú. Đây, đấy, cứ mỗi giường là một cụ nhé.
Dạ. Về. Uống cho biết là em thấy biết ngon. Dạ dạ. À, đây các giường này là đều để mấy cái giường này cụ đi khám bệnh. Mấy cụ đi khám bệnh. Rồi đi lên lầu để em bưng này lên trước nha. Rồi có khiêng không? Khiêng em khiêng lên cho. Bưng lên lầu nữa. Dạ. Để khiêng phụ thế. Cái này lên trên lầu. Rồi chào mấy cụ nhá. Xếp xếp lên. Dạ chào ca sĩ, à đâu họa sĩ Bích Lập chứ. Họa sĩ kêu ca sĩ nói lộn cho nói lại. Bà, dạ. Cá hú canh bí nè cô. Dạ, cá hú canh bí với sữa mời các cụ. Dạ. Dạ, đồ ăn ạ, canh bí với cá hú với sữa mời mấy cụ. Dạ. Cá uống cho quý nha bạn. Thôi được rồi, có cơm không nè. Quệ ra bưng cơm luôn về thôi, bắt đầu ăn nè quệ. Có nhiều cụ mà lẫn ấy, thì có những cụ khác khỏe mạnh là sẽ nhắc nhở. Dạ, chào các cô ạ. Dạ. Ở đây thì mỗi giường là một cụ, và nhiều cụ thì đi tắm rửa vệ sinh, đi khám bệnh. Mấy bà đây đâu rồi cô Lập? Đi nằm bệnh viện rồi. Đi. Mèo cắn cái mặt xương tùy rồi. Trời ơi. Mèo đâu mà nó vô nó cắn? Bả, nó cửa mở vậy đó. Rồi bả nằm ba con mèo nằm kế bên. Dạ. Lúc nó phập cái trời ơi, như cháy chú nấu. Ôi trời ơi. Mèo nó độc lắm chú ơi. Về. Nè, đổ cơm với canh ra, cá nè. Ăn đi. Người chó mà chủ quan không chích người mèo. Dạ. Cái mặt bả sưng húp con mắt luôn. Vâng. Dạ. Ngoại. Đang đói bụng mở đồ ăn kìa. Không được. Hát tiếng qua đi. Một câu.
nói ngoại là ca sĩ ở đây thôi. Hát chơi vui mà. Hát tiếng Hoa đi. Ôi ya ôi ni cơ ta. Thằng cũ xin đi đi xuống ta. Từ gì đi tay cái vô si hoàng. Tay cái vô si. Giao với mi cơ chàng Thằng thua chín vì chàng Từ dìn đi tay kêu vô si hoa Tay kêu vô si hoa Quá hay Vô nhỏ sư sư chư liền đi Kiều chàng nào không như đi đêm này quê Dạ. Quên rồi. Dạ con cảm ơn ngoại. À, cảm ơn ngoại nhá. Rồi hát hay quá đó mình. Ba nghe. Khỏe dạ. Quá hay luôn ngoại. Từ thâu đi đêm sớm mồ. Dẫu thâu thâu đi vào giờ mồ. Vô mì thêm câu đất chi tâm. Hai cơn lúc ấy thì tìm mùa Nó thì tìm Đi tới một số Dùng nhoan thì ai Số mùa Chèn nguyên Thơ quán như Sẽ có những Thăng đi nè, thăng lợi điển rồi, con cảm ơn ngoại. Cảm ơn bà ngoại. Không có gì. Hát quá hay luôn, cái gì ấy? Cái gì ấy, một ngày ấy nha, ta sống muôn đời cái gì đấy. Qua đến dịch rồi luôn nha. Lại, vui vô cho đủ tiền đến mơ. Khoai bơ bò mình xí rô, trường thơm hòa mình chim đi thang thơ. Lại, Bò mấy quán trong khi xin Mau trò tiên lấy bao Chèn chi Mau trò tiên lấy bao cuộc Chèn chi Thái thái cũng cần tiền Rồi cảm ơn bà ngoại nhá để bà ngoại còn ăn cơm chứ không có hát thì hết hơi luôn nha Dạ Nói cũng hiểu luôn các bạn Ờ Cảm ơn bạn nhiều lắm nha Không có gì không có gì Dạ Tại hồi nhỏ tôi thích ca lắm Tôi xin thì ba tôi á kêu cô giáo dạy ra tiếng Việt bảo tình cho Dạ Ừ Xưa ngoại đâu ngoại? Bây giờ không còn ai cha mẹ Chết hết chỉ còn ba đứa em thôi Dạ Ừ Cha mẹ chết hết chỉ còn ba Nhá, dạ con xuống dưới dạ, Chào mấy bà Dạ Rồi chào Dạ đúng rồi, ủa sao biết con? Ôi trời trên mạng á Vậy ở đây coi khi nào? À, thấy tiếng giống mà đúng thiệt luôn. Rồi con xin phép con xuống dưới ạ. Dạ. Chào cô nha. Dạ con chào. Đây cũng cụ vẫn còn quét được nhà. Dạ đây chị Nguyệt. Rồi các cô chuẩn bị cơm cho các ngoại. Dạ em khỏe. Chị khỏe không? Dạ chào anh, à. Chào tất cả mấy anh dạ, chị vâng. Mạnh Thường Vân, cô bác Trường Sa Dạ, dạ rồi, chào chị Nguyệt dễ thương, giờ này là giờ cơm của các ngoại rồi Dạ Quỳnh Như, gọn 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 vô Quỳnh Như Rồi, xin chào Ngoại dùng cơm ngoại ơi, ngoại dùng thế nào? Ngoại dùng cái đuôi hay là ngoại dùng cái cứa? Hả? À, tắt dùng quá Cơm dùng cái cua cá hay cái cứa cá? Ngoại dụng nào nè? Ờ, cái đôi chị nhỏ xưa. Rồi hai chị em sát bên nhau mời ngoại vậy luôn. Mời ngoại. À, mời ngoại dùng cơm. Mẹ con vậy dạ. Bây giờ chị sẽ đánh thức các ngoại lại. Ngồi dậy, có những người ngồi dậy được để dùng cơm
Chị ơi, trước bà nằm đây đâu rồi? Bà nằm bà đi về Phật rồi anh ơi. À, về cõi Phật rồi. À, đây trước cụ bà mà chín mấy tuổi mà nằm đây giờ không còn nữa rồi. Dạ. Bà về cõi Phật rồi. Thôi cầu cho bà được siêu thoát. Đấy, tuổi già mà các bạn. Như trời xin cho. Đây thì sẽ đi từng giường tặng sữa. Mình xin phép là nói nhỏ nhỏ thôi, vì phòng kín nên là xin phép nói nhỏ thôi nhé cô chú anh chị. Phải có người phụ xúc cho bà. Hôm trước có cụ 97 tuổi ở đây mà con kêu cho con cái nhẫn ấy, cụ mất rồi. Ở đây thì các cụ cứ nói chung là dao động, người lớn tuổi không biết sao cả. Ví dụ hôm nay báo số lượng là 150 nhưng có khi mai là 130 rồi thì lại có thêm các cụ khác rồi cứ tới cứ lui vậy hoài mà không có cố định, mình không có biết chắc chắn được. Thì nhiều khi tuổi già như chuối chín cây bây giờ, hôm nay thì này có khi lát nữa nó lại đã diễn biến khác rồi. Ngoại ăn này. Đây bà ngoại khóc cho con đi nhờ. Đây Phượng rồi bà ngoại tủi thân này. Bà ngoại tên gì đấy Phượng? Chào bà. Mỗi lần em vô là nhớ em mà khóc vậy đó anh. Ơi. Dạ. Chị Nguyệt, ngoại tên gì vậy chị Nguyệt? Gem. Dạ. Bà tên Gem á? Gem. Chị ngoại của em chỉ biết chị ngoại thôi, không biết tên gì nữa. Mỗi lần em vô là cứ nhớ, cứ khóc vậy anh. Bà không nói được à các bà ơi? Nói được. Nói được á? Dạ. Bà ngoại tên gì ạ? Bà ngoại tên gì bà ngoại? Bà ngoại tên gì ạ? Tên Lan à? Lan hay là Hương hay là Hường hay Thu? Bà tên gì ngoại nói đi. Nói
khóc nữa, sao khóc à. Con thương mà sao khóc, khóc lại mất không vô thăm nữa. Nói đi, nói tin gì chút cái nha. Nhiều khi bây giờ chỉ những cái đơn giản tối thiểu thôi á, các bà cũng cũng khó mà biết được. Đơn giản như là cái tên đấy, nói mình tên gì cũng không biết luôn, chỉ giao tiếp qua ánh mắt thôi các bạn. Đây cũng có những cụ muốn bóc sữa này. Cô bóc, cô đỡ cho bà uống luôn nhá. Thuyết phục ngoại là dùng cơm trước. À, nhưng mà nhiều ngoại cũng vẫn cứ nhiều ngoại cũng vẫn muốn là một ớp sữa đã, không có ngoại lại giận. Biết giao tiếp qua ánh mắt thôi. Đây nhiều bà thì phải nhờ người xúc cho nằm ăn tại chỗ luôn. Dạ. Bác ăn cơm. Sáng ăn cơm rồi. Giờ bà đói chưa? Bà có muốn ăn gì không? Bà muốn ăn gì không? Không, nằm nghỉ thôi ạ. Dạ. Bà năm nay nhiêu tuổi rồi? 77 thôi. 77. Rồi bà tên gì? Dạ thưa bà tên gì ạ? Tên My. My. My là y ngắn hay y dài? Y dài. Y dài. Y dài là trong chữ yêu đúng không? Đáng yêu đặt y dài à? Thưa nhà bà ngày xưa ở đâu? Ở chợ Bàn Cờ. Chợ Bàn Cờ. Rồi số nhà bao nhiêu còn nhớ không? Số bao nhiêu ạ? 84D trên 40. 843 trên 40. À 843 trên 40. Đường Bàn Cờ ạ. Đó là đối diện với tiệm thuốc Long Châu á. À đối diện tiệm thuốc Long Châu. Đối diện qua bên kia là Phú Nhuận. SGC Phú Nhuận. À SGC Phú Nhuận. Vàng bạc SGC Phú Nhuận. Rồi bây giờ nhà đó thì ai ở? Em ở. Em ở. Rồi bà có gia đình, có chồng con gì không? Ngày xưa sinh gái sao không cưới chồng? Rồi bà vào đây từ năm nào thưa bà? Bà từ năm mấy? Năm mấy ạ? 54. Ý là bà là người ngoài Bắc à? Bà xong vào đây năm 54. Nhưng còn vào chùa ở năm nào? Dạ bà ở vào chùa năm nào? Mới vào năm ngoái. À mới vào năm ngoái. Rồi cuộc sống ở đây bà thấy có thoải mái không? Thì tạm được. Tạm được.
Rồi người nhà có vào thăm không? Có ai vào thăm không? Có các cô tới tặng bánh rồi tặng sữa nữa. Bà thèm ăn món gì nhất? Người Bắc thì ăn nhiều món. À, người Bắc ăn nhiều món. Ngày xưa Bắc là bà ở khu nào? À, Ninh Bình. À, Ninh Bình. Ninh Bình có gần nhà thờ Phát Diệm không? À, gần đó. Ninh Bình, quê thứ hai con cũng ở Ninh Bình đấy. Và Bái Đính, Tràng An, rồi Kim Sơn. Trước là con về chơi là Kim Sơn, Ninh Bình. Kim Sơn ở trên này. Vâng. Vậy bà ngoại vẫn nhớ quá à. Rồi ở đây bà có được đi chơi đâu không? Không. Rồi hàng ngày có xem tivi không? Cũng không luôn. Giờ bà còn đi lại được không? Nằm một chỗ. Dạ. Rồi mình à đây chị My đây. Dạ. Dạ dạ dạ. À đây phải bà mời mới được nha, nãy nói là không muốn ăn gì. Dạ. Đó. Đấy, có người đỡ. Đỡ bà ngoại dậy để ăn. Cơm cá kho ngon lắm nè ngoại ơi. Ăn canh nào. Không ăn canh rồi. Ăn em múc canh. Bà ráng ăn cho có sức khỏe. Ráng ăn cho có sức khỏe nhá. Vậy. Đúng rồi, bà xúc ăn đi. À. Dạ. Rồi, ngoại khăn để lau miệng nhá. Dạ. Vậy giờ còn mấy cái răng? Còn ba cái. Ba cái là hai cái dưới, một cái trên hay sao ạ? Vậy là bây giờ đâu có nhai, cứ nuốt nuốt thôi. Ba cái răng. 77 tuổi có ba cái răng. Bà vẫn còn xúc được, vẫn còn đỡ. Nhiều cụ giờ không có tự xúc được. Ngoài xúc ăn nữa đi. Rồi các bà ăn được một hai muỗng rồi lại nghỉ ngưng. Mình cứ ráng ăn cho có sức khỏe. Và bà ngoại về Bắc là năm nào? À, vào đây từ năm 54 thì không có thời gian về nữa. Có thầy điện vô. Và rồi rồi mình về đây thì ngoài kia còn bà con anh em gì không? Còn. Rồi ngày xưa bà làm nghề gì? Làm ngân hàng. Làm ngân hàng, à, vậy làm ngân hàng đếm tiền đúng không? Đếm tiền cho vay. Ngày xưa ngân hàng nào bà? Ngân hàng Việt Tin. Việt Tin đó, à, Việt Tin Bank.
À. Hồi xưa đó là công thương. À, ngày xưa là ngân hàng công thương, đúng, chính xác. À, làm ngân hàng. Thế bây giờ làm ngân hàng còn sổ tiết kiệm không? Còn. À. Có mấy tỷ ạ? Thưa có mấy tỷ bà? Ba ăn nữa đi bà. Ăn đi, ráng ăn cho có sức khỏe nhé. Giờ mình phải ráng ăn. Dạ, rồi, ngon quá. Ôi trời ơi. Cá thì nó cũng mềm mềm nha các bạn. Bà biết chú này không? Không biết. Rồi bà nghỉ hưu năm nào? À, 2002 nghỉ. Vậy là tới nay cũng được 21 năm rồi. À. Ngày xưa giác trẻ đẹp lắm á. Bà dùng nữa đi bà. Bà ăn nữa đi bà. Ráng ăn. Đây một cái chén cơm mà có mấy muỗng thôi, nhưng bây giờ các ngoại thì cái sức ăn cũng yếu rồi, chứ không có ăn khỏe như là người bình thường. Như mình thì chắc mình và 2-3 hơi là chắc hết rồi, nhưng các ngoại thì ăn chậm chậm, ăn một cách rất là từ tốn nha. Ở trên giường thì có cái thảm để lót để mình nằm, nếu mà có gì thì nó sẽ ra cái tã để rồi mình thay. Nhiều khi bà ngoại ăn cá cũng không dám hỏi, không sợ là phải đợi nhai xong ra xem có xương hay không. Vì các cô cũng đã gỡ rồi nhưng mà cũng lỡ nó còn bị sót. Bà ăn được không? Có muốn ăn canh không? Không, không ăn canh. Rồi, cho chúc ngoài ngon miệng nhá. Dạ. Rồi, ở đây khỏe nhá. Dạ. Rồi, con cảm ơn. Đây, bà ngoại này cũng được bạn ấy xúc cho ăn gần hết rồi. Có một số người là phải có sự trợ giúp. Bà nào cô? Bà My á. À. Và, nhưng mà da rẻ cũng vẫn còn đẹp quá. Vậy còn bà là, thưa bà, bao nhiêu tuổi? Bà là 8 mấy? 90 á. 89. Tết này 90. À. Dạ thưa, rồi ngày xưa bà ở đâu? Tôi ở Campuchia chạy giặc về. À, Campuchia chạy giặc. Vậy bà biết nói tái yếng Campuchia luôn? Cha sanh mẹ đẻ bà. À, cha sanh mẹ đẻ bên đó. Vậy ở bên đấy bà ở khu nào? Tôi ở tỉnh Phu Cham. Phu Cham. Phu Cham. Phu Cham. Ở đấy có gần Sihanoukville không? Ở gần Chùa Đế Thiên Đế Thích. Dạ. Chỗ Hồ Quốc Tế đã tới qua. Và ủa rồi cách nào mà bà lại qua bên đây? Quốc Dương. À. Tôi chạy về đây là năm 75. Và chồng con chết rồi. Dạ. Có còn đứa con gái thứ hai nó chết hai mấy năm rồi, đã đưa. À, ở chùa Vĩnh Nghiêm. À, con gái đã 70 tuổi. Tôi mới làm chừng 2 tháng mấy nay à. Vâng. Ủa thế còn trước bà ở đâu? Tôi trên này là 7 năm rồi. À. Ở trên chỗ đi đứng được đó. Vâng. Ở chừng bị gì rồi xuống đây. À. Là có người thay bà. Vâng. Đúng rồi, đây là chăm sóc đặc biệt đúng không? Vâng. Thế bà ngoại chưa ăn gì à? À. Vậy bây giờ nếu mà đi sang Campuchia hoặc là có người Campuchia, bà nói được tiếng đúng không? À. À. Ủa, tiếng Campuchia nói là chào là sao? Chùm hiểu xua. Rồi nói cảm ơn nói sao ạ? Okun. Okun. Rồi nói
Hỏi chi lát chú quên hết cũng vậy. À thế ạ. Không, nhưng mà con lưu lại đây rồi, xong rồi con về con học lại. Hỏi ngoài là quên hết. À. Con về con coi lại cái clip này ấy, để con biết mai mốt con qua đấy con chào người ta. Nói bài trung tâm chưa nó được chạy về à thế ạ. À. Còn bên đấy nếu mà nói anh yêu em nói sao ngoài? Bon Slalom. Campuchia luôn. Dì ngoại hốt ba não. Cái gì? Hốt ba não. Ờ trời ơi, con chưa nè. Hốt ba não. Miền nó ăn cơm nhiều thứ. Sa bay, hốt bay. Si bay. Si bay, hốt tân. Bật thích. Mẫn còn mình mẫn nè. Hôm tích là ăn rồi. Phật tinh, Phật xạ, tàu liên. Thấy nha. Mà nói tàu liên ba thế. Lê chân chánh tàu liên. Đa tàu liên. Đa tàu hút tích ban đấy. Ban. Ông ban. Đây là tàu liên mà. Em nói là bà dễ thương nói sao? Nói bằng tiếng Tây cho bà nghe. Lâu quá em không nói gì. Anh chỉ biết là lạnh là thương. Dễ thương. Hồi trẻ xinh. Dễ dễ thương nói sao bà? Cũng nghe cũng tự tự vậy nè. À con à dê con lạnh phết. Con dê lạnh phết. Khoan, bây giờ nè con hỏi nè, bây giờ cái người yêu đầu tiên của ngoại còn nhớ không? Trời ơi, súng đạn ăn tiêu. Sao ạ? Súng đạn ăn mất tiêu rồi á. Súng đạn ăn mất tiêu rồi. Chơi chạy giặc về năm 75 đó. Dạ. Chồng con bệnh chết hết rồi còn con đứa. Nó sống với tôi tới năm 2000 nó mất luôn. Mấy tôi đi bộ luôn. Chạy là chạy giặc Pol Pot đấy đúng không ạ? Đúng rồi. Pol Pot Yersin. Tôi là dân của Sihanouk. À của Sihanouk. Sihanouk từ qua Long Nô rồi mới trở lại Niên Đỏ. Vâng. Ba trận giặc. Ủa vậy thì nhưng mà bây giờ nhà đất bên đấy còn không? Trời ơi, chúng lấy mẹ. Mình đi ra khỏi là nó mất chiếc rồi. Rồi năm 79 bộ đội giải phóng qua miền qua bển đó. Vâng. Tôi có chở qua cái dành nhà là của người ta. Vâng. Nhà mấy người ta chết nó bỏ lại. Vâng. Nhiều khi vô dành cái nhà còn nguyên gia đình chết nằm trong. Ôi giời. Mình phải mướn người ta hốt cốt lại xin chỗ người ta rồi xin cái nhà đó ở. Vâng. Hợp làm ăn cá. Vâng. Rồi đó người ta lấy nhà của mình, vâng. Sao mình lấy lợi, vâng. Người khác cũng lấy lợi. Do là các gia đình đi chết hết đúng không? Ông cụ mà còn cắt vẽ làm cái trường mà dạy sinh viên, nhờ cụ dạy sinh viên. Miên giờ ai xài, tiếng miên ai xài đâu giờ. Cảm ơn bà nhá. Dạ đâu. Bữa nay ăn bữa cơm ngon quá. À dạ chào bà. Dạ thưa là cô giới thiệu bà là bác sĩ ở bệnh viện Nhi Đồng 1 ạ. Dạ. Ồ, vậy ngày xưa bà là bác sĩ luôn. Dạ. Dạ, là bác sĩ khoa nào ạ? Dạ khoa Nhi. Khoa Nhi. Dạ. Làm Nhi Đồng 1 mà. Và ngay Lý Thái Tổ với 3 tháng 2 đó. Dạ đúng rồi. À. Dạ. Về hưu hơn 20 năm rồi. Dạ. Làm việc đúng ra từ ngày về hưu tới ngày nhập là trở thành nhân viên bệnh viện Nhi Đồng 1 là 30 năm. Vâng. Giờ 20 năm mấy mươi năm mình phục vụ ngoài đời thì bây giờ cuối đời xã hội phải phục vụ cho mình. Dạ. Chính vì những cái điều mà tôi nghĩ là mọi việc đều có ân quán của dạ. Quả báo ấy. Dạ. Ngày hôm nay các cháu mà đi làm việc thiện nguyện này đã làm cái tâm dạ. Của mình không ai bắt buộc mình hết. Dạ. Ở đây như mò nghĩa địa của con hả? Thì mình làm ngày hôm nay thì con đem cho con mắt kiến ra hả? Có thể dạ. Là kiếp sau mình có đây, được. Có đây. Dạ. Mặt khổ não của cô nói chuyện, tất cả lỡ tốn như không có, mặt cô ra qua, tôi thưa hết rồi. Rồi. Dạ, dạ. Có mình có tiếng nguyện đó hả? Tôi
tả nhưng mà bị một người vô hình à. Nhà xí chuyện người khác và tôi trả lời và khi trả lời mai mốt là người phương cái người đi gặp vô là họ nói vô thức và cho nên là mình cái người tá túc ở cái chùa này thì mình phải nhớ ơn cái người đi trước và cho nên các cháu đừng buồn. Dạ không ạ, à, tụi con cũng không có buồn, chỉ mong là các ngoại đây được có nhiều sức khỏe. Nói chung tụi con thì cũng tùy cái khả năng, nếu mình có một chút vật chất thì giúp các cụ, còn nếu không thì tụi con có cái công tụi con tới thăm để chơi mấy cụ thôi ạ. Cụ dạ. Cũng mong là tương lai các cháu sẽ đi đường dài, sẽ thỏa nguyện cái ước muốn của mình là để phục vụ cho nhân loại. Dạ. Lớn lao quá nhưng mà thực sự các cô sống nhờ ở đây là nhờ các cháu đó. Vâng. Giúp đỡ các cô. Dạ. À. Vâng. Thế cho con hỏi thăm thì lúc mà cô làm bác sĩ bây giờ mình còn nhớ những các cái đơn thuốc hoặc những cái kinh nghiệm để giúp cho những cái cháu nó đỡ bị bệnh không? Bây giờ bị tai biến à, quên hết rồi. Quên hết rồi. Nhớ nhớ quên quên. Và cho nên xem lại các toa thuốc thì nhớ nhưng mà để mình ra toa mình điều trị không à. Và cho nên tôi quan niệm là cái đơn thuốc của bác sĩ cho đó là y lệnh. Vâng. Nó là y lệnh, mình phải tuân theo những cái y lệnh của bác sĩ cho. Vâng. Uống thuốc đúng giờ. Đúng rồi. Ngủ đúng giờ. Đúng rồi. Ngủ đúng giờ, uống thuốc đúng giờ. Dạ. Các cháu hiện tại thì đang phục vụ đâu? Dạ thưa thì con thì thường con hay phục vụ ở mấy nhà thương mà các cô chú đi nằm viện đó. Còn thưa hai cô chú ở đây thì ở một đất nước rất là xa, Bắc Âu chú nhỉ? À, bà thử đoán là nước nào? Nghe nói Bắc Âu, nghe nói không biết. Rồi bắt đầu bằng chữ Thụy. Bắt đầu cái tên nước bắt đầu bằng chữ Thụy. Ví dụ như Thụy Sĩ này, rồi Thụy gì? Thụy Điển. Chính xác, đó. Dạ, đấy. À, cái Thụy Điển là cái nước nói tiếng Anh và tiếng Pháp. Tiếng Thụy Điển à? Tiếng Thụy Điển đó. À, tiếng Thụy Điển, con cũng chưa biết tiếng Thụy Điển. À. Hai cô chú cũng ở Thụy Điển, về muốn cũng coi qua clip thì muốn tới thăm mấy cụ. Rất cảm ơn các gái. Cô chú, à, bà muốn hỏi thăm gì mấy cô chú xem tình hình Thụy Điển xem sao không? Nói về tình hình Thụy Điển thì cô giám bàn nói gì vi phạm đến chính trị. Dạ. Và nói về cái Thụy Điển thì cô chỉ biết kể trên mặt báo chí thôi. Dạ. Chứ mình cũng không có qua bên đó mình sống. Vâng. Tôi có một cái cháu ở Pháp ông. Dạ. Vừa về Việt Nam ghé thăm tôi. Vâng. Cũng không đất nước thì để hòa bình an hòa. Dạ. Trong mùa Giáng sinh tới này. Ồ, dạ, rồi, cảm ơn. Amen. Dạ. Tôi đạo Phật. Dạ. Nhưng mà tôi tin có Chúa ở người trên cao. Dạ. Con ngoại đạo nhưng con tin có Chúa ở trên cao. Dạ. Phải nói bà nói chuyện rất là lôi cuốn, hấp dẫn, minh mẫn. Ngày xưa chắc là cũng chết bao nhiêu chàng. Và bao nhiêu chàng trai gọi là. Nhưng mà chỉ chết dưới một chàng thôi thôi. À, dạ. Rồi chàng đó bây giờ đâu rồi? Đi lên cõi trên rồi. À, coi là chàng đó đã đi xa rồi đúng không? À. Để nhớ cho nàng. À, trời ơi, mùi quá trời luôn á. À. Dạ. Dạ thưa rồi, hai cô chú được mấy người con?
có năm nhưng mà vô phước cô không nuôi được đứa nào á, mới trong bụng mẹ được hơn 3 tháng là hư. À. Tại vì kiếp trước mình không mắc nợ con, chỉ mắc nợ chồng. Vâng. Kiếp này phải trả thôi. Vâng. Ủa nhưng mà con nghĩ ngày đấy thì y học nó cũng tiến bộ rồi chứ, lúc đấy chưa cô lại là bác sĩ. Khoa học ngày xưa chưa tiến bộ như bây giờ. Dạ. Các nước ở ngoài về điều trị vô sinh vô cùng. Vâng. Tôi nhớ cái thời tôi làm bác sĩ, con gái của bác sĩ Ngọc Lan. Dạ. Đã tìm ra con đường trị vô sinh cho những người Việt Nam. Dạ. Đã giúp cho đất nước Việt Nam có những sản phẩm người con của đất nước. Dạ. Dạ thưa, thì bây giờ vào đây rồi thì bà có cái lời khuyên nào cho các cụ bà mà coi được cái clip này không? Nếu mà những lời khuyên thì tôi không dám khuyên. Dạ. Nhưng mà tôi là những người nhân chứng sống trong cái cuộc đời này. Dạ. Tôi chỉ có một cái lời là sống với nhau chung một mái nhà, coi như một gia đình, thì phải thấy cái đùng bọc lẫn nhau. Dạ. Phải bình vực lẫn nhau khi bị hiếp đáp thế thôi. Dạ. Nói thế thì các cháu hiểu rằng cuộc đời này nó không như mình mơ. Dạ. Cuộc đời không như là mơ. Vâng. Bà nói chuyện thấy thú vị lắm, mà tụi con thì không có nhiều thời gian để mà tiếp chuyện mỗi ngày. Chứ chỉ mong các cháu rảnh thời gian ghé thăm các cụ là vui rồi. Vâng. Hỗ trợ cho nhà chùa. Dạ. Cho các bà trọn vẹn cuộc đời. Dạ. Đến khi mình nhắm mắt xuôi tay theo ông theo bà. Dạ. Theo đất cỏ trên là yên tâm rồi. Vâng. Tôi năm nay tuổi đời năm nay là cái Tết ngày 78. Dạ. Nhưng mà chỉ sống ở đây nó hiểu cuộc đời là tình nhân rõ, yêu thương yêu nhau như thế nào. Dạ. Nói bằng miệng không nhìn bằng hành động. Vâng. Các cháu đây cực lắm. Các cháu cực đây phải do ai bắt buộc mà do tấm lòng thiện. Dạ. Nguyện nghĩ đến mọi người. Dạ. Để hy sinh cuộc sống gia đình hạnh phúc của công trưởng không có mặt, của công tối không có mặt để mà lo cho người khác ngủ đây. Tôi rất là kính phục các cháu ở đây. Dạ. Tại vì các cháu nói bằng tấm lòng chứ các cháu không nói bằng hành động. Dạ. Hành động phát sinh ra là cử chỉ. Dạ. Khi các cụ làm biến ăn. Vâng. Các cháu năn nỉ thương lắm. Vâng. Ở gia đình mình chưa chắc có những người con họ chăm lo cho mình giống như cho nên tôi chỉ nói với các cháu một lời là hãy cố gắng. Dạ. Tiếp tục con đường này đi để giúp cho các con cuộc sống cuối đời an vui. Cô nói câu nào là câu đấy mà con nghe nó thấm lắm. Giống như là những cái gì đúc kết những cái tinh quý của con người, của cuộc sống, cụ đúc kết ra xong rồi nói là tụi con nghe thấm lắm, hiểu lắm. Vậy. Con nói câu đó là cô cũng hiểu. 77 cuộc đời cô sống ở đây cô thấm tắm cuộc sống. Dạ. Của xã hội, của gia đình, của tình người. Cho nên con nói câu nói cô không tìm ra câu đó là cô thấm. Dạ. Thấm tận tâm can, hiểu cuộc đời đó nó không đẹp như mọi người nghĩ. Dạ. Đời không như mơ. Đời không như mơ.
Vâng. Xin lỗi. Dạ dạ, giờ con nghe điện thoại đi ạ. Dạ con cảm ơn. Dạ. Đó. Rồi rất nhiều các cô chú nữa cũng tới rồi thăm các cụ. Thì ở đây thì có rất là nhiều những cái chuyện tâm linh tưởng là ly kỳ nhưng mà thực tế là có thật. Dạ, chúng ta sẽ tiếp xúc với chị Nguyệt là một người thường xuyên gần gũi để chăm sóc các cụ. Dạ thưa chị, có cái câu chuyện nào mà nó hơi tâm linh một chút thế mà chị có thể chia sẻ giúp em cũng như là các cô bác được biết không ạ? Thì mình sống đời thường thì mình không có thấy được là cái những vị phúc mặt. Dạ. Thì có một cái hiện tượng là khi mà cái cụ cao tuổi ở phòng liệt này nè thì dạ, mến mộ một cái vị đồng nghiệp cái bên. Dạ. Thì sau này cái vị đó quy tiên rồi. Vâng. Thì cái cô lệ này nè là cổ mấy thương nhớ thì họ cúng hàng ngày, tức là vâng, ăn gì thì bà cũng cúng cho cái vị đó. Vâng. Nên là sau này mà bà ngã bệnh xuống thì cái người đó họ muốn về thăm cô lệ, họ muốn phi vũ cô lệ thì họ gợi cái ý cho tụi em. Vâng. Là như bản thân em thì em tin có Phật pháp. Vâng. Rồi em tin có cái chuyện tâm linh thì em mới thấy được là cái ngày mà cô lệ sắp quy tiên. Vâng. Thì cô lệ trông lên trên cái hướng của cái người khúc đó, trước đó là có cái hình ngay cái cổ cùng đây nè. Vâng. Cổ khấm. Vâng. Mời người đó về ăn đó. Vâng. Rồi em mới khuyên cô thôi, cái người đó cũng đi rồi. Vâng. Thì cái cô đó cổ cũng muốn là cô lệ là trước khi là ra đi là cũng phải thanh tịnh an. Vâng. Lạc để mình về cảnh giới Tây Phương. Vâng. Thì bây giờ cô nghe lời rồi con đi, con tên Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, pháp danh Diệu Đạo. Dạ. Bây giờ cô khuyên cô nên niệm Phật. Vâng. Tinh tấn để mình được dẫn sanh. Dạ. Còn ở thế gian này thì thôi cô cũng buông bỏ đi. Dạ. Mình ra đi mình không có nắm được cái gì theo hết. Thì cái cô lệ cũng dẫn tin, cũng nghe lời em thì nói là cô ơi, cái cô đó sai con bướm. Vâng. Bay về đây. Vâng. Rồi ngày hôm nay con chứng kiến cái cảnh này. Vâng. Thì bây giờ con lượm con bướm lên. Vâng. Con để lên trên cái vai của cô nè. Vâng. Cái vị này là cô mến mộ. Vâng. Họ không biết cách nào thì họ nhờ con bướm. Vâng. Thì truyền đạt những cái ý của họ muốn tốt cho cô. Vâng. Thì cô ráng tinh tấn cô niệm Phật rồi cô dẫn sanh nghe. Vâng. Thì cô lệ có nói cô biết rồi thì cô. Vâng. Gật đầu là xong, đêm hôm là gần sáng là cô ra đi. Ờ, vậy à? Có điểm báo trước á? Có điểm báo vậy. Ồ. Mà đậu trong vai luôn. Trời ơi. Rồi bà lúc nào bà cũng tin về Phật Pháp, là tin Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát. Mẹ. Bà nguyện cái là có. Như thường bà nguyện mà nói thấy mấy anh chị lông vô quá. Không biết, sợ lo lắng người. Mẹ. Già mà. Họ lo, họ không biết sao, không gặp. Vậy là hôm sau thì xuất hiện rồi nguyện ngày Quan Âm cái tự nhiên qua ngày hôm sau có chị vô và tuần sau có tới ăn thịt luôn. Vâng. Ôi trời ơi, vô cho nó dụng trăm cho dạ dạ vâng, cho cá là ngoại rất là mừng. Trước khi móc thì hình như là 3 tuần đó là liên tục là ngoại đòi ăn cá. Thì em cũng có kho cá là cá chiên theo ý của ngoại đó. Thì trước khi ngoại đó bữa đó ngoại cũng nói nè tôi gần đi rồi. Mà mình không nghĩ là đi, nhưng ai về đâu bữa tuần sau vô là ngoại đi thiệt. Rất là nhiệm màu, thật sự là ngoại biết trước giờ ngoại ra đi. Rồi, 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 cảm ơn em, cảm ơn chị. Hy vọng là các cụ cầu nguyện cho các ngoại được những người mà đã ra đi được vãng sanh cực lạc. Hy vọng là trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều những nhà hảo tâm biết tới. Rồi tới chúng ta không chỉ là giúp đỡ về vật chất đâu, mà chúng ta giúp tới trò chuyện với các ngoại để mỗi các cụ vui, có thêm những cái động lực, niềm vui trong cuộc sống, phải không ngoại? Dạ. Dạ. Rồi thôi, video clip này cũng khá dài. Mình cũng xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn các cô bác anh chị. Cô bác anh chị nếu mà có điều kiện thì nhớ ghé thăm chùa Lâm Quang để thăm các cụ. Hai cô chú ở Thụy Điển cũng tới. Rồi, chú có cảm nhận gì không? Một chút cảm nhận đi xem là giữa coi clip mới tới thực tế thì nó thế nào thưa chú? Chú nói không được, tại rất là xúc động quá. Xúc động đậy quá, nói không được luôn á. Dạ. Thôi để con hỏi cô. Rồi, trời ơi,
xúc động quá cũng không nói được luôn. Dạ. Rồi thôi con chào, con chào cô nhá. Dạ. Rồi chúc cô nhiều sức khỏe. Dạ dạ. Dạ vâng. Dạ. Tìm được con đường đúng để mình đi. Dạ. Vâng. Dạ. Dạ rồi, xin chào và hẹn gặp lại. Dạ rồi, tạm biệt. Dạ. Có dịp gặp lại các cháu ở tại đây. Dạ. Rồi, con cảm ơn. Dạ, con xin chào ngoại nha. Dạ. Dạ. Và đó, chỉ có tóc đẹp quá. Đó. Rồi, con chào bà Mi nhá. Mi y dài là Mi xinh đẹp ha. À. Rồi, chào bà nhá. Rồi. Cái gì? Salam Monte. Bon Salam Monte gì. Rồi, bây giờ chia tay thôi. Giây phút nào thì cũng sẽ đến giờ chia tay. Giờ hẹn gặp cô chú anh chị trong những video tiếp theo. Hãy đừng quên bấm nút like và đăng ký kênh để ủng hộ Tấn Dương ra nhiều video mới.